lạy Phật bỏ thân vãng sanh. Ở một sơn thôn nọ có một thợ săn, ông thường lên núi đặt bẫy săn bắt thú rừng. Hay quá, anh Trần, hôm nay lại bắt được thú nữa à? Đúng vậy, bắt được hai con thỏ rừng. Tôi tính đem ra chợ bán, đổi lấy ít tiền mua rượu uống đây. Anh Trần giỏi ghê, lần nào lên núi cũng bắt được thú rừng hết. Cũng tạm tạm thôi, không được như chị nói đâu. Vì tôi đặt rất nhiều bẫy thú trên núi, nên thế nào cũng có một hai chỗ bẫy được. Ồ, ra là thế. Những con vật ông ta bẫy được, nếu không phải bị ông ăn thịt thì cũng là bị mang ra chợ bán. Cạnh nhà người thợ săn có một bà cụ hiểu Phật pháp, chứng kiến việc làm của ông, trong lòng bất nhẫn mới khuyên can. Người thợ săn vẫn không nghe, cố chấp như trước: tôi làm, tôi chịu. Trời ơi, cháu Trần à, con lại lên núi săn bắt nữa hả? Vâng ạ, con bắt được hai con thỏ rừng, đang tính chút nữa để đi bán. Còn như vậy là sát sanh tạo ác đó. Hãy nghe lời dì, con nên thả chúng ra đi. Dì Trương à, dì nói cái gì vậy? Con khó khăn lắm mới bắt được, sao có thể thả chúng được chứ? Con không học Phật pháp, không biết tội sát sinh rất nặng đó. Ngày nào con cũng giết hại nhiều sanh mạng như vậy, sau này sẽ gặp báo ứng. Con là thợ săn, chính là lấy việc săn bắt để kiếm cơm. Việc hợp tình hợp lý như vậy, lấy đâu ra gặp báo ứng chứ? Không nói như vậy được. Những con vật này cũng giống như con người chúng ta, đều có tình cảm, có linh hồn. Thậm chí chúng còn biết cung kính Phật pháp. Dì Trương, lời dì nói nghe nực cười quá. Bọn chúng mà cũng biết cung kính Phật pháp. Nếu chúng nó quả thật biết Phật pháp là gì, vậy sau này con sẽ không bắt chúng nữa. Một ngày nọ, người thợ săn lại lên núi kiểm tra những cái bẫy ông sắp đặt. Tình cờ phát hiện có một con chuột lang bị mắc bẫy, đang bị nhốt trong lồng. Không biết hôm nay sẽ bẫy được con gì đây. Hy vọng có thể bắt được một giống thú quý hiếm. Sao thế nhỉ? Sao chẳng bắt được con nào hết vậy? Hay cứ đến chỗ khác xem sao. Ha ha, là chuột lang vàng. Hôm nay thế mà lại bắt được thứ tốt như thế. Lòng của nó có lẽ đáng tiền đây. Thật tốt quá, bắt được mày rồi. Tiền rượu mấy ngày nay của tao cuối cùng cũng có thể thoải mái rồi. Người thợ săn xách con chuột lang bẫy được đem ra chợ rao bán. Có rất nhiều người vây đến xem. Ý, đây không phải là chuột lang vàng sao? Đúng vậy, hôm nay tôi mới bắt được. Thế nào, có muốn mua không? Bây giờ rất khó bắt được chuột lang vàng đó. Phải đó, lông con chuột này nhìn đẹp thật đấy. Còn không à, anh xem bộ lông trên người nó kìa, đều rất khó kiếm đấy nha. Anh nếu muốn mua thì nói, tôi sẽ lấy giá hữu nghị cho. Đúng lúc ấy, có một vị sư phụ rất từ bi vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy có một đám đông người tụ tập vây quanh người thợ săn, liền ghé qua xem. À, ở đây có chuyện gì vậy kìa? A-di-đà Phật, xin cho hỏi một chút, sao lại có nhiều người tụ tập ở đây vậy? Có một ông thợ săn bắt được một con chuột lang vàng đang rao bán ở đó. Mọi người đều qua xem náo nhiệt đó mà. Hả? Bán chuột lang vàng? Vâng ạ, con chuột đó thật đáng thương, nó còn chảy nước mắt nữa. Ừ, ta phải qua đó xem mới được. Khi vị sư phụ đến trước lồng của chuột lang thì xảy ra một chuyện kỳ lạ. Con chuột này vừa thấy sư phụ liền ở trong lòng không ngừng hướng về sư phụ lễ bái.
Sư phụ, ngài xem, nó vừa nhìn thấy ngài đó. Đúng mà, con chuột này bị sao vậy? Tôi nghĩ nó thấy được sư phụ từ bi, nhất định cảm thấy mình sẽ được cứu. Nó là muốn khẩn cầu sư phụ cứu mạng đó. Điều này sao có thể? Nó chỉ là một con vật thôi mà. Loài vật nào cũng đều có tánh linh. Bọn chúng thậm chí còn biết cung kính Phật Pháp. Tôi nghĩ con chuột vàng này chính là hy vọng tôi có thể cứu nó đấy. Hả? Chuyện này sao có khả năng chứ? Chuột lang vàng quả nhiên lại cúi đầu. Lẽ nào nó thật sự biết sư phụ có thể cứu mạng nó? Thật cũng quá kỳ lạ rồi. Không cần lại ta đâu. Ta đại diện cho bạn bè trong mười phương đến cứu ngươi đây. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì rồi. Chuột lang ở trong lòng nghe được lời sư phụ nói rồi, quả nhiên rơi nước mắt nhìn ngài, không ngừng gật đầu. Trời ơi, chuyện này thật khó tin. Nó quả thật hiểu được tiếng người. Đó là đương nhiên. Sư phụ chẳng đã từng nói qua bất kỳ con vật nào cũng đều có tánh linh cả. Bọn chúng thậm chí còn biết cung kính Phật Pháp. Không lẽ bọn chúng thật sự có tánh linh sao? Ông thử nghĩ xem có hay không. Hả? Xem ra nó thật sự là khẩn cầu sư phụ cứu mạng. Nó muốn thoát khỏi cái lồng này đó. Thế nào có thể đem thả nó ra được chứ? Thả nó ra, nó sẽ không chạy trốn chứ? Tôi nghĩ là nó sẽ không chạy trốn đâu. Hả? Thả nó ra nó vẫn không chạy à? Phải đó, nó được ra khỏi lồng làm sao mà không chạy chứ? Thế này nha, nếu như nó chạy trốn, nó bán được giá bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho ông bấy nhiêu. Ông thấy sao? Được, chỉ cần nó không chạy trốn, tôi cũng không cần nó nữa, đưa cho ông luôn. Vậy đa tạ rồi, ông thả nó đi, coi như cũng tích được một chút đức. Khi cửa lồng mở ra, con chuột lang vàng quả nhiên vẫn không chạy trốn, còn đến trước sư phụ cúi đầu lễ lại. Trời ơi, nó đúng là không chạy trốn. Thật kỳ diệu quá. Xem ra nó thật sự biết cung kính Phật Pháp, rất có tánh linh đó. Ai, tôi thật bái phục nó luôn. Sư phụ, con chuột lang này giao cho ngài đó. Được rồi, ngươi bây giờ tự do rồi, có thể về nhà. Ta cũng phải quay về chùa. Thế nhưng chuột lang vàng không quay về núi nữa, mà tiếp theo sư phụ đến chùa. Ý, nó muốn làm gì vậy? Sao không về lại rừng chứ? Tôi thấy nó muốn theo sư phụ về chùa, cầu sư phụ cho nó quy y Tam Bảo để giảng sanh chuyển kiếp. Hả? Không lẽ một con chuột mà cũng biết điều này? Đúng đó, nó biết chứ. Chúng ta cùng nhau đi xem thử. Nói sao tôi thấy không có khả năng đó. Một con chuột mà biết Phật Pháp. Đúng, chúng ta đi xem sao. Người thợ săn cùng đám người đi theo sư phụ đến chùa. Họ nhìn thấy con chuột đang ngồi trước đại điện, liên tục quỳ lại. Con có muốn nghe khai thị không? Có muốn bỏ thân mang lông không? Được rồi, trước khi quy y Tam Bảo, con phải có tư thế đoan chánh, giống như người chắp tay cung kính Thế Tôn. Chẳng ngờ chuột quả nhiên nghe hiểu. Nó lập tức đến ngồi trên tấm bồ đoàn đối trước Phật, cũng giống như người chắp tay cung kính lễ lại. Không phải chứ, không lẽ nó thật sự giống con người chắp tay lễ Phật? Không biết nữa, nó làm được không? Thật không ngờ, một con chuột lang lại có tánh biết như thế. Xem ra tôi thật sự đã sai rồi. Sau này tôi sẽ không săn bắt thú vật nữa. Trong khi đó, sư phụ đến trước chuột lang vàng vì nó khai thị Phật Pháp. Nếu con nghe hiểu được Phật Pháp, con có thể xả bỏ tấm thân mang lông này.
Một chuyện thần kỳ lại xảy ra. Sau khi chuột lang nghe lời sư phụ khai thị, liền an nhiên vãng sanh. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.